mình nhìn đây nào, nhìn em kêu gọi mọi người phát là mọi người follow phát được 1000 follow luôn. Mọi người follow Nhật Lệ, mọi người ngang con đích mình follow mình luôn nhá. Mọi người muốn thành công thì hãy theo tôi. Ở đây chúng tôi có một ông chủ và một người đang thành công. Mọi người hãy theo chúng tôi, nghìn tỷ. Đây là nói chuyện nào nhá, mình muốn làm gì đây? Ờ, mệt con làm đi. Toàn rồi, bồ khóc rồi. Mọi người, follow. Khóc là phải để con tên. Follow đi, mọi người, follow đi. Bát trăm rồi, mọi người đừng có đùa mình nhá. Chưa được đâu. Ăn cơm là tôi ăn và bàn chuyện thế giới này. Mọi người hãy giống như anh em mình ăn cơm muối vừng và bàn chuyện thế giới nhá. Anh em mình người ta đi làm về bây giờ ông ở nhà ông ăn hết thịt rồi kêu anh em mình ăn cơm lạc giang. Em làm gì được miếng thịt nào? Người đây, ta về sau giờ đây, em phải ăn cơm muối vừng. Em ăn cơm nước mắm đấy. Chưa được. Thằng Nam này điêu lắm lẹ. Em sắp bán follow anh Tiến Tuti rồi. 300 rồi đấy, thấy không? Thấy à? Này, 3, 2, 1, follow. Sao lại nói cái câu nghe nó phèn đấy nhở? Hả? Rõ ràng follow đi trước người ta lại, bây giờ lại nói ra là em sắp bằng follow anh rồi. Chán. Anh cứ cẩn thận, em vượt anh bây giờ đấy. Đấy, nói mình nói như thế. Ôi, bằng luôn rồi. Rồi, còn mẹ. Ui giời, về chân tay thì không rửa, đi rửa cho cái xe ô tô chịu luôn đấy. Người thì bẩn. Có mang quần áo không? Không rửa đây. Đây, mang đây. Tối nay ngủ đây chú Nam không? Mẹ. Chú Linh ngồi đây kìa. Bên kia thua Việt Nam 6 tiếng ấy mọi người. Lôi ơi. Cơm này. Ơ sao cái này nó cứ chạy chạy như Việt Nam nhỉ? Không biết nó bị lát hay nhảy. Này cơm nào. Ông cháu ăn cơm không? Ông mẹ rồi. Tôi ơi. Vào đây. Nhanh, cô Lệ gọi đi. Nhanh lên, cô Lệ không mua quà đâu, cô Lệ nào nào phòng ra bù la xà nói đâu. Sao gọi mà em mà không trả lời ta? Đây, qua đây này, coi này, bù la xà này. Cô là không có, cô Lệ không có bù la xà. Ờ, cô Lệ không có bù la xà, chán thật. Có, cô Lệ còn mà. Nè, cô Lệ đang ăn bánh này. Lôi ơi! Dạ! Ngon thế nhỉ? Lôi ơi! Lôi! Đấy! Tối nay ngủ đây chú Nam không? Ngủ cùng à? Hả? Đúng không phải tập nhé. Nói tỷ đồ mi chú Nam không? Ừ? Đứng được môi cho. Làm này hero. Được môi, tôi vô cầm đây á. Làm ơi! Lôi ơi! Bây giờ ông cổ con rồi đó, không ăn cơm sống qua ngày. Ăn cơm tạm đi. Lôi ơi. Nè. Không ăn không mềm mà. Không ăn không muốn ăn hả? Không ăn bún lá xà. Không ăn bún lá xà. Không ăn nhớ tối hôm qua ai tắm chưa? Ai xịt này không? Ai tắm? À, cái video tắm với hoa sen phải không? Bị bay màu, bị bột gậy trên kênh top rồi. Ô thế á? Chứ không là mấy chục triệu view rồi đấy. Không, nhưng mà em che rồi mà vẫn bị à? Bị cả trên thờ bò luôn. Ồ, ghê nhở? Gắt nhở? Thế để bình thường mà có sao đâu? Chị cùng vừa bị bột gậy xong. Không, bị nó cảnh báo ở trong tài khoản đó lòm rồi. Bị gầy livestream xong bây giờ đăng lên nó bị flop hết. Ê, được của cái đấy đau bụng đấy, được bôi yêu cầm ra. Lôi ơi! Mua cho. Ngon lắm, vui à? Dạ! Lôi nhớ cô Lệ không? Dạ! Lôi sợ cô Lệ không? Hả? Ừ. Đó không? Sợ! Cô Lệ làm gì Lôi mà Lôi sợ? Cô Lệ thương Lôi mà Lôi sợ cô Lệ à? Cơm này, ăn cơm này. Không ăn cơm à? Ngon. Nào cô mẹ. Mình muốn thử nữa. Ui, mình ngồi nổi tiếng lâu phết nhở? Nhiều rồi nha. Ngồi lại từ bao giờ? Chúng em đi lượt quất không phải đi lượt đấy. Quất ra đây hả? Không phải nhiều nhé. Thôi này. À,
Mẹ mày mua bánh. Ngon lắm. Không. 9 giờ tới giờ. Thấy chưa? Ngồi chung nhau. Đi. Thật ui, dạ. 2 tiếng. Đấy, live stream 2 tiếng. À. Mà không biết nãy giờ mình nói cái gì đây. 40 mấy phút. Video ngày mai của Linh 46 phút mọi người ạ. Để tất cả các cảnh luôn, không cắt cái gì cơ quan xem cho mọi người. Không không cắt, không cắt cái gì luôn, để cho mọi người xem. Lôi ơi, Lôi lại nói chuyện với cô Lệ nào. Dạ. Lôi còn nhớ cô Lệ không? Nhớ. Mới chết đã ma gì. Hôm nào cô Lệ qua cô Lệ mua bánh cho Lôi nha. Dạ. The boy, cô lấy sigala, cô lấy compra bula sa. Vì thế nó sao đã đưa em là? Sao đưa đi? Cho cô lấy miếng cơm nào, cho cô lấy miếng cơm nào. Ôi, giờ gọi em này có. Sao đưa đi đấy? Giờ gọi em miếng cơm. Lôi! Lôi! Lôi ơi! Dạ! Sao đưa đi bếp ra đi? Ăn! Ê, men thiệt à? Để ăn gì đấy, ăn gì đấy, ăn đường à, cơm đường à. Ừ, dạ. Ăn gì ấy Lôi? Cờ, à, Aron không ăn súp cơ. À, cơm muối vừng. Cơm vừng. À, cơm vừng, cơm vừng, cơm vừng. Ta bòn, cuối à. Cô. Không có cô. 300 ca thật à? Cô. Ba trăm ca còn lâu rồi, yeah. Lôi ơi. Chuyện sao là cô. Cô mà cô bị sao bẹt đấy, bị sao bị sao bẹt đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, bắt đầu ra cho là khóc đi làm đi. Ô bị chú làm em đâu rồi, không phải cô đâu, không phải cô đâu. Xin lỗi cô, tao cô cô xin lỗi rồi. Không phải cô đâu, Lôi ơi, Lôi, cô lệ được 300 ca follow rồi. Yeah. Ui, ăn không lo gì cô lệ hết. Cô là gì, cô là shit đấy mọi người. Vậy sẽ nói đây, con đây cô lệ nè, vậy sẽ nói ta bỏ. Ê gì nào cô ấy kìa. Ông cô mà, ông vụ. Ông vụ? Nào cô. Ăn cái gì sao ấy mọi người, vì sao ấy. Lôi ông tưởng cô. Không có cô. Trứng sao? Anh Điển ơi, xíu của anh như bắt chặt nhân danh tịnh nữa kìa. Ăn trứng sao chứ không phải là vì sao. Hả? Xíu của anh bắt chặt nhân danh tịnh rồi. Thế à? Toan rồi. Là sao? Phải chặt nhân danh tịnh chứ không nó khóa xíu. Được à? Xin Vân Anh đưa cho em ấy, thử gọi em bảo là phải xác nhận danh tính mới sử dụng được. À thế là giờ không tin tưởng ai bây giờ nhỉ? Cả kênh TikTok ở đấy giờ không tin tưởng ai. Đấy, các bạn đưa cho xem không? Toàn à? Anh hãy đưa cho Bầu Lệ đi. Bầu Lệ sẽ đưa anh lên nghìn tế. Giận lắm. Bên kia ăn chiêu mọi người ạ, 5 giờ rồi, bên kia 5 giờ rồi. Ông ăn từ từ thế ông Lôi. Ăn cơm ca ba chục cục giá. Có thêm tiền trứng nữa. Ui, bao nhiêu người xem? 1k 2 người xem, hóa là 7k 2 người xem à? Người ta là idol mẹ. Người ta là idol rồi anh. Idol nhưng mà không ai biết. Vừa đấy mình mới lôi vào, lúc đấy là đang 1.200, 1.300, bây giờ lên 7k2. Nhanh lắm, lên nhanh lắm. Hơi nhầm. Lên nhanh lắm. Ông Lôi là cực cục cưng câu view của mình. Mọi người xem video Lôi hôm qua mình quay cho. Đấy. Quay một lần được luôn. Bây giờ anh quỷ đeo với ước này. Hay nhờ, video này hay. Lôi tự nghĩ đấy. Hả? Ờ. Em ông Lôi bây giờ chuyên nghiệp lắm mọi người à. Ông Lôi chuyên nghiệp lắm.
ông mà quay xong video xong rồi ông phải chạy lại xem phải mở máy dạ. Xong cho ông xem là có ok hay không, mà chưa ok ông lại bắt quay lại hoặc là như nào đấy. Hôm bữa mình đi đâu ra, anh đi ăn lấy tiền của mình, rồi là đấy nó giấu đi. Tự nhiên hôm đấy mình về mình có biết gì đâu, nó chạy vô trong giường quay phim cho nó để nó lấy tiền ra nó đưa cho mình. Để mai đăng video cho coi. Thật mà nó tự vô nó kêu Đức đang ngồi ngơi, chứ Đức quay. Thông minh kìa, đúng không rồi? Đúng không? Lôi ơi, Lôi. Lôi có muốn về Việt Nam không? Vai đâu ừ? Tối nay đùm mì chú Nam à? Ôi, đừng có ngủ, đang ngủ ngon chú này. Quay phim đấy. Quay phim mà. Đừng có ngủ với chú Lam. Quay phim pi chả. Nói thì đùm mì. Ngủ với chú Lam là chú toàn sợ chim mì. Chim. Sợ tí nhỉ. Người ta còn tắm cho xịt sướng có kệ, nhảy có kệ. Ê, nào ta bò. Thấy chưa? Đấy, chú Lam yêu như thế mà chú Lam... Ăn cơm rồi. Để cho ăn gì chứ Điệp. Ơi, ở về chị Lệ thì không thiếu đồ ăn nhá. Ăn rồi, ăn uống rồi. Ăn rồi, uống rồi. Có rắn, mà rắn phải hái nè. Hả? Ôi, nhanh đi. Mà rắn phải hái nè. Ăn gì rồi? Cháu chú mà chú còn hỏi. Ông Lôi dính gì đấy, chú ấy? Dính cái gì đấy mà ông Lôi? Dính cái gì đấy? Ôi, cô. Là nữ cô bẩn quá. Hài quá. Cô Tí ơi. Ra đây ba. Dần rồi. Đây đâu em cô. Cô Tí. Ông Lôi hay dần lắm, ông Lôi hay dỗi lắm. Rồi. Mọi người ngài ấy. Bẩn quá kìa này, cất dính như này. Nè, cô này. Thôi. Thôi cô mê đi. Brinca xô. Come, senta. Senta bene, da brinca. Rồi, bạn nhé. Rồi ơi. Đi rồi đi. Lỗi rồi, đi ra đây ngồi quá. Ra ngồi bà. Tôi đi đâu? À, tôi đi chào cô Lệ đi. Con chào cô Lệ đi. Nhanh. Con chào cô Lệ đi. Con vừa mới ngủ dậy. Chết rồi, cô Lệ làm gì hai cháu mà hai cháu bây giờ sợ cô Lệ rồi. Hai Tuti chào, con chào mọi người. Tuti nó mới ngủ dậy ấy mọi người. Chào, ba là. Nhanh con cắt mồm ấy. Ai cắt cho cái đầu tóc ấy? Tuti. Mẹ cháu ấy. Con chào cô Lệ. Con chào cô Lệ. Con chào mọi người. Con bỏ tay ra chào đoàn hoàng. To. Con chào mọi người. Con chào cô Lệ. Con chào rồi mà. Nhưng mà chào cô Lệ bé quá. Ôi cô Lệ nghe thấy rồi, cô Lệ nghe thấy rồi. Là sao cô Lệ sang rồi, còn lâu cô Lệ mới mua kẹo cho. Cô Lệ đầy tiền. Con không biết gì. Nhà cô Lệ nghèo lắm. Nhà cô Lệ giàu lắm. Nhiều tiền lắm. Cô Lệ 300k follow kìa. Giàu lắm. Cô đây là idol 1000 tỷ đấy. Đi về ông Linh thì chỉ còn 1000 tỷ. Anh Linh chưa về. Ăn cơm như thế thôi hả? Không có rau à? Ăn tỉ rau cho xanh rọt. Có như thế này mà ăn là tốt lắm rồi em ạ. Comment đu đu đi. Bây giờ tôi được bao nhiêu? Thấy không? Em về cái là anh em bên này ăn uống nó khổ ngay. Đấy, bình thường 5 giờ sáng em đã dậy đi chờ mua đồ ăn cho mọi người ăn rồi. Không, bây giờ em về thì với anh Hưng mua nữa.
ý anh không phải như vậy. Là sao? Ý anh là bình thường nhập lẹ sang đây thì mình cơm nước nó đoàn hoàng ấy, chứ không phải là nhập lẹ đi từ sớm chợ nấu cơm. Ý là có nhập lẹ ở đây thì đồ ăn nó phong phú hơn, vì anh em mua nhiều đồ ăn về để chiều nhập lẹ. Nhập lẹ về cái là cũng luôn cắt luôn ăn cơm mới bừng. Con đau thôi đi không, chỉ còn nghe các anh nói chuyện mà nghe hết luôn. Một miếng mà thân lý thế. Ôi, dỗi kiểu gì đấy? Hả? Dỗi kiểu gì đấy? Hả? Sao dỗi đi một vòng ông quay xoay từ đường. Xoay điện thoại lại mặt ông ấy. Ơ, hay à? Dỗi không ai để ý nữa lại quay lại chén nốt bát cơm. Dỗi như cháu chú. Con không lôi cơm ngon không? Ngon không? Ngon không? À, ngon. Ngon kìa bà. Ô, ai đi mua nước ngọt nữa? Ngon kìa bà. Đôi yêu anh nhất nhở? Bà, con gặp mày đi xe máy nhá. Gần tối rồi kìa. Yêu anh lên là xe. Ừ, dạ, yêu chú. Yêu bạn nha, yêu tia ra, yêu bạn ro, yêu ra là xe. Não fala, sou eu com você com S. Não fala. Nói bí mật thì còn nói to. Ăn đi, nào, nốt đi. Ăn đi, ăn hết đi, ăn cho xong đi. Ăn cho xong rồi nói chuyện. Cho con đâu? Con ở nhà mà ba có biết đâu. Con bảo lấy ô tô đi. Ra chờ đi thôi. Bảo lấy ô tô đi. Đi cây á, đi cây như chị á. Đâu, cái này là ông Nam không có lai đâu mà không cây. Đi cây dòng này nhật lẻ thắng là được. Đi cây không phải Nam ở nhật lẻ. Thế mà đi cây không biết chơi trò gì hết. Ôi, được, chú cầm cho. Vỡ đấy, nhiều ba một người.